Tiếp tục qua việc anh chị ơi, căn nhà 2 lầu ở phía trên có sân thượng này quý chị thấy không? Hai cái sân thượng luôn nha. Ở một trệt, 2 tầng lầu, 2 sân thượng, 3,65 tỏi quý chị. Sổ hồng riêng nha, sang tên luôn nha. Em Hải chỉ review bất động sản sổ hồng riêng, anh chị yên tâm. Khu dân cư quý chị à, đường này được cái là thông bàn cờ. Chỗ đây là phường Tân Đông Hiệp, chỗ đây thành phố Dĩ An. À, cách Vincom Dĩ An và cách ngã tư 550 đó quý anh chị ha, 1 km anh chị nha. Chỗ này dễ hình dung nhất là gần công ty Thái Bình Xu và gần với cái cảng ICD Sóng Thần đó quý anh chị ha, 200m thôi. Xíu nó lên trên nhà nhìn được thấy cái cảng đó luôn quý anh chị nha. Đây nhà mình đây, hôm nay review cho anh chị mình tham khảo căn nhà này. Cái đường nhà mình là có vỉa hè mà quý anh chị, phòng khách nhà mình đây đó. Nhà này ngoài hai cái sân thượng ra là có 4 cái phòng ngủ anh chị nha, cực kỳ nhiều phòng ngủ cho anh chị mình luôn. Phòng khách nhà mình nè quý chị, đó phòng khách trải dài xuống đây. Nhà này đã qua sử dụng rồi nhưng mà kết cấu còn khá là ok luôn quý chị nha, rất là ok luôn đấy, chắc chắn. Ở phía sau kia sẽ có một cái lối thoát hiểm nữa quý chị nha. Còn nhà bếp nhà ăn mình đây này đó, tổng căn này là 61m2, thổ cư hết, thổ cư full luôn anh chị nha. Phía sau đây lối thoát hiểm đây quý chị, sau cái nhà mình có một cái lối thoát hiểm 2m này, nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt đây đó. Bây giờ mình lên mình xem 4 cái phòng ngủ ở phía trên đây quý chị ơi. Chỗ này là cái ban công lầu 1 nhà mình này đây. Cái phòng ngủ anh chị thấy to không? Sẽ có 4 cái phòng ngủ anh chị nha, 2 cái phòng ngủ to như thế này này đó, và 2 cái nhỏ hơn một xíu. Phòng ngủ số 2 cho đây vẫn đang lầu 1 anh chị nha, nhà vệ sinh mình bên đây nha đó. Rồi bây giờ mời anh chị mình lên lầu 2. Lầu 1 với lầu 2 giống nhau anh chị ạ. À, mình cũng sẽ có một cái phòng ngủ lớn như thế này và một cái phòng ngủ nhỏ à, là tổng 4 cái anh chị nha. Đây này, cái phòng ngủ này nhỏ hơn này quý chị. Nhà 2 lầu 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh như thế này đó. Bây giờ mình lên mình xem cái sân thượng đây quý chị ơi. 2 tầng lầu, 1 tầng trệt và sân thượng. Trên đây thì giặt phơi đồ quý anh chị ha, để máy giặt cho đây nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Có hai cái sân thượng như này, một cái phía trước nữa quý anh chị này. Đó quý anh chị thấy không? Ở đây là cái sân thượng phía trước này. Đứng đây mình nhìn thấy được công ty Thái Bình Xu luôn, quý anh chị thấy không? Đó cái công ty đó. Đường DT743 ngay đó nha. Đó, 200m thôi, còn xuống Vincom, xuống ngã tư 550, 1 km anh chị. Cái này là 61m thổ cư hết, ngang 4m rưỡi, dài 13m6, hướng chính bắc anh chị nha. 3,65 tỏi là còn nói chuyện. Anh chị nào mà thấy phù hợp á, vào việc.